danh tính người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Nghi án cha sát hại con trai rồi tự chấm dứt cuộc đời tại Quảng Nam. Em trai đoạt mạng anh ruột vì chuyện nhỏ trong gia đình. Đã bắt được đối tượng mang theo dao vào tiệm game bắn cá cướp tài sản. Hành trình vây bắt các đối tượng vận chuyển 100kg ma túy. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, tử vong gây xôn xao dư luận, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã bước đầu thông tin về vụ việc này. Theo đó, nạn nhân trước đó có tiền sử bệnh tâm thần. Thời điểm xảy ra, gia đình ngoài phòng khách, còn nạn nhân vào phòng ngủ khóa trái cửa dẫn tới sự việc đáng tiếc. Như thông tin đã đưa, sáng ngày 2 tháng 4 tại chung cư Skybuck Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông đã xảy ra vụ việc một người dân rơi từ tầng cao chung cư xuống đất. Người dân chung cư Skybuck Văn Phú bất ngờ nghe tiếng động mạnh ngay lối đi dưới chân tòa nhà. Khi mọi người chạy đến để kiểm tra, phát hiện một người đã tử vong. Nạn nhân được xác định là một người phụ nữ 46 tuổi. Ngay sau đó, vụ việc được lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường điều tra sự việc. Theo thông tin ban đầu, phía công an cung cấp, danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thùy B, sinh năm 1978 ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội, làm nghề phiên dịch viên tiếng Trung cho một doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều ngày nay, do đau đầu, chị B xin nghỉ việc, đến chơi nhà bố mẹ đẻ và em trai tại một căn hộ trên tầng 25 K1, tòa nhà Skypark Văn Phú. Vào sáng ngày 2 tháng 4, khi cả gia đình ở phòng khách, chị B vào phòng ngủ, khóa trái cửa và xảy ra sự việc đau lòng trên. Được biết, chị M có tiền sử đau đầu từ 2 năm nay, tháng 10 năm 2023 phải đi bệnh viện Bạch Mai để điều trị ở khoa tâm thần. Vụ việc trên hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn, gia đình nạn nhân cũng từ chối khám nghiệm pháp y điều tra nguyên nhân tử vong. Mới đây, tại xã Địa Bàn, tỉnh Quảng Nam, người dân phát hiện ra hai người tử vong bất thường trong nhà với nhiều vết thương. Tại hiện trường, công an thu giữ được một con dao nghi trà sát hại con trai nhỏ rồi tự chấm dứt cuộc sống. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra. Sự việc vừa xảy ra tại khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc vào sáng ngày 2 tháng 4. Thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 50, người dân phát hiện ông Nguyễn T.T., 47 tuổi, ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, cùng con trai là Nguyễn Quy Phờ, sinh năm 2023, nằm bất động trong nhà với vết thương. Dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng hai cha con ông T đều đã tử vong. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao dài khoảng 30cm. Nắm được vụ việc, lực lượng công an nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng ông T đã dùng dao sát hại con trai rồi tự chấm dứt cuộc sống. Được biết, vợ chồng ông T có 3 người con, cháu bé tử vong là con út. Vợ ông T làm công nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Đã có không ít vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình mà anh em ruột sát hại nhau thương tâm gây xôn xao dư luận. Vừa qua, công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự người đàn ông dùng gậy gỗ đoạt mạng chính anh trai của mình. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4. Ông Y Phát, 53 tuổi, đang nằm nghỉ thì nghe anh trai là ông Y Hon cãi nhau với chị gái liên quan chuyện con cái của người chị. Nghe vậy, ông Y lên tiếng can ngăn, tuy nhiên giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Y Hon cầm một khúc gậy tác động mạnh nhiều phát trúng người em trai và chị gái, không giữ được bình tĩnh. Ông Y Phát đã giật được cây gỗ và tấn công trúng vào vùng trọng yếu của anh trai, khiến người anh té xuống đất bất tỉnh. Tưởng anh trai say rượu bất tỉnh nên ông Y Phát quay lại động viên chị gái. Một lúc sau, thấy ông Y Hon vẫn nằm dưới đất, mọi người tới kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Khi biết mình đã khiến anh trai tử vong, ông Y Phát đã nhờ người đưa đến công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 2 tháng 4, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với ông Y Phát Nghê, 45 tuổi, ngụ ở thị trấn Iaka, huyện Eka để điều tra về hành vi giết người. Vụ việc tiếp tục được điều tra. Trong cuộc sống thường ngày, việc xảy ra những tranh cãi, mâu thuẫn giữa các anh chị em là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, mỗi người cần nên giữ bình tĩnh, ngồi xuống cùng nhau giải quyết vụ việc, chớ nên động tay động chân để dẫn tới hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Liên quan đến vụ việc cướp tại tiệm game bắn cá xảy ra vào ngày 27 tháng 2, khi một gã đàn ông cầm hung khí bước vào quán, uy hiếp người phụ nữ lấy đi gần 25 triệu đồng. Vụ việc đã được ghi lại hoàn toàn bằng camera an ninh của quán. Mới đây, công an đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Quốc Thụy là nghi phạm trong vụ việc này. Như đã thông tin, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 2, Thụy đội nón bảo hiểm màu trắng đỏ, mặc áo khoác màu đen, đi giày thể thao, đi bộ từ ngoài đường vào tiệm game HL trên đường Trường Chinh, thành phố Phan Thiết. Khi vừa vào đến tiệm, Thụy đã giật chiếc điện thoại di động hiệu Oppo giá 10 triệu đồng của chị NTMN, sinh năm 2004, đang cầm trên tay.
Sau đó, Thủy tiếp tục đi đến quầy thu ngân rút dao Thái Lan mang theo trong người, đe dọa chị DTBT, sinh năm 1987, là thu ngân của tiệm và yêu cầu chị T đưa tiền. Thấy Thủy cầm dao và có thái độ rất hung dữ nên chị T đã làm theo yêu cầu. Mở ngăn kéo của bàn làm việc ra, ngay lập tức Thủy đã thò tay lấy số tiền 24,75 triệu đồng để bên trong ngăn kéo và bỏ lại chiếc điện thoại đã giật của chị nấu trước đó. Sau đó, Thủy nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại và trình báo đến chính quyền. Nắm được sự việc, công an thành phố Phan Thiết đã xác định đối tượng Nguyễn Quốc Thụy sinh năm 1979 chính là thủ phạm. Tuy nhiên, Thụy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Mặc dù hộ khẩu thường trú của đối tượng là ở xã Hàm Hiệp, nhưng rất ít khi đối tượng có mặt ở đây. Trước tính chất manh động, nguy hiểm mà đối tượng đã thực hiện, công an thành phố Phan Thiết đã cử các trinh sát theo dõi, ra soát các mối quan hệ của đối tượng. Đến trưa ngày 31 tháng 3, trinh sát đã nắm được thông tin Thụy xuất hiện tại khu vực phường Xuân An, thành phố Phan Thiết nên đã bố trí lực lượng bắt giữ thành công đối tượng. Sau nhiều ngày truy bắt đối tượng, cuối cùng đối tượng Thụy đã bị bắt giữ bởi pháp luật. Được biết Thụy là đối tượng không có nơi cư trú ổn định nên việc theo dấu đối tượng gặp nhiều khó khăn. Liệu rằng đối tượng sẽ bị xử lý như thế nào với hành vi cướp tài sản của mình? Thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Hành trình vây bắt các đối tượng vận chuyển 100 kg ma túy đá. Chiếc xe ô tô biển số Lào lưu thông trên quốc lộ 9 qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị có biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã bám theo. Khi thời cơ đến, đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng phòng chống ma túy biên phòng tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Công an tỉnh Quảng Trị đã chặn đầu chiếc xe. Rất đông cán bộ chiến sĩ mang theo vũ khí khống chế các đối tượng đi trên xe ô tô biển số Lào và phát hiện dưới trần xe có 100 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, đã bắt giữ thêm các đối tượng khác có liên quan. Được biết, đường dây buôn bán vận chuyển ma túy bị triệt phá nói trên nằm trong chuyên án do Hải quan tỉnh Quảng Trị và Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác lập. Gần 10 đối tượng bị bắt giữ đều mang quốc tịch Lào. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Clip hai xe máy đối đầu khiến hai người tử vong tại chỗ. Khoảng 1 giờ 22 phút ngày 2 tháng 4, phía trước số nhà 106 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, anh Trần Văn Dư sinh năm 1995, trú tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điều khiển xe mô tô 75F1-755XX đi trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ Phan Chu Trinh về Đào Tấn. Khi đến địa điểm trên thì xe anh Dư va chạm với xe mô tô 75D1-429XX. Trên xe gồm 3 thanh niên chưa xác định được người điều khiển, gồm Trần Văn Quốc Hát, sinh năm 1999, trú tại phường Gia Hội, thành phố Huế, Nguyễn Văn Mờ, sinh năm 1997, trú phường Thuận Lộc, thành phố Huế, và Trần Thanh Hãn, sinh năm 1998, trú phường Phủ Hầu, thành phố Huế, đi theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Trần Văn Dơ và Trần Thanh Hãn tử vong tại chỗ, hai người còn lại bất tỉnh được đưa đi cấp cứu, hai xe hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Dập tắt đám cháy kho hàng nội thất tại Vũng Tàu. Ngày 2 tháng 4, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế thành công đám cháy kho đồ nội thất xảy ra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 2 tháng 4, vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại kho hàng nội thất ở khu vực số nhà 1561 đường 30 tháng 4. Khu vực này chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc lên mù mịt. Người dân đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Vũng Tàu đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tiến hành dập lửa, khống chế đám cháy, di chuyển hàng hóa những nhà bên cạnh đến nơi an toàn, ngăn ngừa cháy lan. Đến khoảng hơn 9 giờ, đám cháy đã được dập tắt. Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phun nước ngăn ngừa cháy trở lại, cũng như làm rõ nguyên nhân thiệt hại do đám cháy gây ra. Hà Nội mới chớm mùa hè, nhu cầu bảo dưỡng điều hòa đã tăng hơn năm ngoái. Khi những cơn nóng của mùa hè bắt đầu gõ cửa từng gia đình tại Hà Nội, nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng và làm mới các thiết bị điều hòa nhiệt độ lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thì nhà tôi năm nào cũng phải bảo dưỡng đầu hè, nhà có nhiều điều hòa lắm, phải 4-5 cái, mỗi phòng một cái thì cái nhu cầu rất là lớn đấy. Cho nên là mỗi đầu hè là chúng tôi bây giờ đang chuẩn bị để gọi thợ đây, để sửa chữa bơm ga. Thực ra nó không hỏng đâu nhưng mà chúng ta mùa nào cũng phải bảo dưỡng để cho nó tốt ấy, thì nó mới dùng được bền. Nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng đầu mùa của người dân tăng cao, các cơ sở sửa chữa điện máy cũng làm việc hết công suất, từ mọi công trình nhà dân cho đến các công trình lớn, doanh nghiệp. Trong năm nay, là bắt đầu vào đầu hè thì tôi thấy nó có một cái sự khác so với cái năm ngoái, là cái lực lượng khách hàng nó đông hơn, nhu cầu lắp đặt và bảo dưỡng cũng máy lẻ cũng nhiều hơn năm ngoái, nó gọi là khởi sắc hơn năm ngoái.
kể cả những người muốn thay mới rồi sửa chữa vân vân đều có một cái bước tích cực hơn. Đấy, cho như bên công ty chúng tôi bây giờ hiện tại là còn đang bị thiếu đi nhân lực để phục vụ khách hàng. Các bước thì nó cũng có các bước thường thường là từ đầu là sẽ chạy test máy kiểm tra trước lúc vệ sinh, xong bắt đầu mình sẽ kiểm tra một lượt từ dàn nóng dàn lạnh trong nhà đến dàn nóng ngoài trời, sau đó bắt đầu là vệ sinh tháo máy, vệ sinh lưới lọc, vệ sinh dàn và vệ sinh quạt. Tiếp theo thường thường coi có biểu hiện gì nữa không, nếu mà nó không biểu hiện mà chạy mát bình thường là máy ok, còn máy mà không có biểu hiện khác thì sẽ kiểm tra các bước tiếp theo. Để đảm bảo thiết bị điều hòa hoạt động hiệu quả và an toàn, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thực hiện bảo dưỡng định kỳ. Điều này không chỉ giúp tăng tuổi thọ cho các thiết bị mà còn giúp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chi phí điện năng, sẵn sàng cho nhu cầu tăng cao của người dân khi mùa hè đang đến gần. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.